Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận thời sự tối thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với một số đồng các quý khán thính giả của KTV đang theo dõi các chương trình của chúng tôi trên kênh KTV1. Thưa quý vị, KTV1 làm cái kênh truyền thông của KTV trước đây đã bị vô hiệu hóa. Đó là lý do trong các cái bản tin hay các cái tin tức chúng tôi phát trên kênh KTV1 là những cái thông tin cũ, thậm chí là những cái thông tin mới nhưng chậm hơn so với những thông tin chúng tôi phát sóng trên kênh KTV4, một cái kênh thông tin chính thức của KTV hiện nay. Chúng tôi đề nghị quý vị, những người theo dõi các cái thông tin trên KTV1, hãy trở về kênh KTV4 theo các cái đường link ở dưới mỗi clip video trên kênh KTV1. Và điều đó giúp cho số lượng người theo dõi ở kênh KTV4 tăng lên. Và các video của KTV4 sẽ được đề xuất và giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với các chương trình mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới quý vị các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và các cái tin tức quốc tế nổi bật. Và thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện liên quan tới chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng tại Trung Quốc. Như quý vị đã biết, ông Võ Văn Thưởng sang Trung Quốc dự hội nghị diễn đàn Một vành đai một con đường tổ chức tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 10 năm 2023. Được biết, tại hội nghị, Võ Văn Thưởng đã có một cuộc tiếp xúc gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin. Trong buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đưa ra một cái lời mời đối với Tổng thống Nga Putin, thể theo nguyện vọng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mời ông Putin sang thăm Việt Nam. Và thưa quý vị, rõ ràng ai cũng biết Tổng thống Nga Putin, một người đã bị trát của tòa hình sự quốc tế kêu bắt giữ về cái tội danh bắt cóc trẻ em Ukraine, trong khi ông Võ Văn Thưởng là người đứng đầu cơ quan cải cách tư pháp, điều gì sẽ xảy ra cho dù Việt Nam không phải là một thành viên của tòa án quốc tế, nhưng rõ ràng về mặt xử lý hình sự, ông Võ Văn Thưởng phải chịu trách nhiệm liên quan tới một số điều luật của Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay tiếp tục tới câu chuyện nội bộ chính trị Việt Nam. Có những cái thông tin từ nội bộ, cụ thể đó là ý kiến của trưởng ban dân nguyện Trung ương ông Bùi Tuấn Quang đưa ra những cái ý kiến mà theo giới quan sát cho rằng bày tỏ một cái sự nghi ngờ của cơ quan đảng đối với quốc hội trong việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo theo quy định, trong khi bối cảnh Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ đang vướng vào những cái nghi án liên quan tới vấn đề chủ nghĩa cá nhân. Phó trưởng ban dân nguyện Trung ương Bùi Tuấn Quang nói đây không phải ý kiến cá nhân của ông ta, mà là việc các cái cử tri đề nghị trong việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội tới đây, mong rằng việc lấy tín nhiệm cần phải thực chất và đảm bảo kết quả. Phải chăng đó là những cái đòn búa rìu hướng tới ông Vương Đình Huệ hay không? Và thưa quý vị, sau hội nghị Trung ương 8, đặc biệt một cái điểm nhấn đó là câu chuyện liên quan tới số phận của Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Theo giới phân tích cho rằng ông Vương Đình Huệ, một cái người làm cái nạn nhân không biết có phải là sau cùng hay không, đối với những cái người từng được ông Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những ý kiến rằng sẽ ủng hộ trở thành Tổng Bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Trước đó hẳn quý vị còn nhớ đó là ông Đinh Thế Huynh hay ông Trần Quốc Vượng là những cái bài học chua xót và cay đắng. Giới phân tích nghĩ rằng ông Vương Đình Huệ phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị những cái bài bản riêng của mình. Vậy mà cuối cùng có những cái đồn đoán cho biết ông Vương Đình Huệ sẽ bị thanh trừng trong chiến dịch chống chủ nghĩa cá nhân. Tại sao lại nói như vậy? Và thưa quý vị, một cái chủ đề thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi tới quý vị đó là câu chuyện liên quan
tới một cái quyết định của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về việc câu chuyện chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thường để dự lễ kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Một cái điều đáng chú ý đó là ban lãnh đạo Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình luôn luôn duy trì một cái quan điểm trong mối quan hệ Việt Nam, đó là Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, nên ở trong mối cộng đồng chung mà ban lãnh đạo Bắc Kinh cho rằng có chung vận mệnh, ý nghĩa chiến lược, câu chuyện đó, cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc là gì và tại sao Trung Quốc lại áp dụng một cái chính sách như vậy, phải chăng nó là một chính sách đại Đông Á của Trung Quốc hay không? Đó là một cái bài phân tích của luật sư Lê Quốc Quân về chủ đề vừa kể. Và thưa quý vị, ngoài ra bài nói chuyện hôm nay còn có các cái tin tức liên quan tới vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam. Và bài nói chuyện sẽ được kết thúc bằng bản tin liên quan tới chiến sự giải Gaza cũng như chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung bản tin thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên vẫn là câu chuyện liên quan tới chuyến thăm của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thường tới Trung Quốc từ ngày 17 tới 20 tháng 10. Dư luận xã hội Việt Nam cho rằng, đặc biệt lời mời của ông Võ Văn Thường đối với Tổng thống Nga Putin mời Putin sang thăm Việt Nam vào cái thời điểm gần đây, một cái câu hỏi đặt ra đó là chưa phải là thành viên của tòa án hình sự quốc tế nên ông Võ Văn Thường mời Tổng thống Nga Putin tới Hà Nội làm cái câu chuyện không sai với thông lệ quốc tế. Và nhiều quý vị đã biết, vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2023 theo giờ địa phương, tức giờ Trung Quốc, Chủ tịch nước ông Võ Văn Thường đã có một cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga ông Putin nhân dịp hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga cùng tham dự diễn đàn sáng kiến Vành đai và Con đường lần thứ ba. Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết tại cuộc họp, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga đã trao đổi chia sẻ đánh giá về một số vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên quan tâm. Và nhân dịp này, Chủ tịch nước ông Võ Văn Thường đã trân trọng mời Tổng thống Nga Putin sớm thăm Việt Nam. Được biết, Tổng thống Nga Putin đã vui vẻ nhận lời, đồng thời cũng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thường tới thăm nước Nga vào cái thời điểm thích hợp. Và thưa quý vị, cho dù tin tức không cho biết vào cái thời điểm nào thì Tổng thống Nga Putin mới chính thức thăm Hà Nội theo lời mời của ông Võ Văn Thường, nhưng rõ ràng về mặt nguyên tắc, Việt Nam không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, cho nên Tổng thống Nga Putin và ban lãnh đạo nước Nga không phải dè dặt bất kỳ một cái điều gì khi tới thăm Việt Nam nếu có theo lời mời của ông Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, một cái tình huống pháp lý theo giới phân tích mang tính giả định đặt ra đó là Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng, một cái người giữ chức vụ trưởng ban cải cách tư pháp trung ương, còn Tổng thống Nga Putin đó là một nhân vật đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã vì một cái tội danh cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine đến nước Nga. Như quý vị đã biết, trong cái cáo buộc của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố cái báo cáo về việc Liên bang Nga đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine, và một trong những cái cáo buộc vừa kể đó là ông Putin ra lệnh cưỡng bức hàng ngàn trẻ em Ukraine tới nước Nga. Đó là những cái điều không chỉ đe dọa những cái người dễ bị tổn thương nhất và khiến cho gia đình của công dân Ukraine bị chia cắt, mà nó còn thể hiện một cái nỗ lực với tính hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc của dân tộc Ukraine bằng cách cải tạo những cái đứa trẻ Ukraine trở thành người Nga. Tuy nhiên, như quý vị đã biết, Tổng thống Nga sẽ khó có thể bị bắt giữ khi đang cầm quyền. Tòa Hình sự Quốc tế, như quý vị đã biết, đó là một cái cơ quan không có lực lượng an ninh của riêng mình và hoàn toàn phụ thuộc vào các cái quốc gia nằm trong tổ chức của Tòa án Hình sự Quốc tế thực hiện lệnh bắt vừa kể. Nhưng thưa quý vị, Việt Nam không phải là một cái thành viên, không phải chịu trách nhiệm đối với các cái quyết định của Tòa Hình sự Quốc tế. Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì ông Võ Văn Thường mời một cái tội phạm tới Việt Nam có thể phải chịu trách nhiệm theo luật pháp Việt Nam quy định như sau. Đó là: một,
tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh, quy định tại Điều 421 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Một cái tội danh thứ hai có thể là tội chống lại người theo quy định tại Điều 442, hoặc kể cả tội phạm chiến tranh quy định tại Điều 423, thậm chí cả tội danh tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng hay tham gia làm lính đánh thuê. Ngoài những cái điều vừa kể, trong cái nhà nước pháp quyền thực sự, có lẽ ông Võ Văn Thưởng trong tư cách trưởng ban cải cách tư pháp trung ương phải trả lời trước pháp luật về việc mời một cái kẻ tội phạm đang bị truy nã quốc tế về tội ác chiến tranh. Những cái điều chúng tôi kể với quý vị nó sẽ không hiện hữu trên thực tế, nhưng rõ ràng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ không nhìn nhận những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vừa kể để làm gương cho toàn dân. Và thưa quý vị, một cái nội dung bản tin thứ hai, đó là câu chuyện chỉ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, Việt Nam đã trở thành một cái điểm đến của các cường quốc, trong đó có hai lãnh đạo siêu cường. Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden vào trung tuần tháng 9 và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong cái thời gian vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11. Và thưa quý vị, sự kiện ông Joe Biden tới Hà Nội để nâng cấp mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên một cái mức cấp cao, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, theo giới phân tích quốc tế, quan tâm hơn đó là câu chuyện một cái chuyến thăm đang được Việt Nam và Trung Quốc ráo riết chuẩn bị, đó là chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam. Một cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được quan tâm số một chứ không phải là câu chuyện mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ? Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Việt Nam trở thành điểm đến của lãnh đạo hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc, mở màn với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 cùng với sự kiện mối quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Giờ đây, truyền thông quốc tế đang rộ lên tin tức về một chuyến thăm đang được hai phía chuẩn bị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam dự kiến vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hà Nội và việc Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ rõ ràng là tâm điểm của hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2023. Thế nhưng trên thực tế, ở một mức độ ít được chú ý hơn, thì Hà Nội chưa bao giờ lơ là việc giữ gìn quan hệ với nước láng giềng phía Bắc. Chuyến thăm dự kiến của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam thực ra đã được chuẩn bị từ trước. Tháng 11 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc và nhân dịp này đã đưa ra lời mời đối với người đồng cấp phía Trung Quốc về việc sang thăm Việt Nam. Không rõ liệu trong chuyến đi kể trên thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có thông báo cho phía Trung Quốc về kế hoạch nâng cấp quan hệ với Mỹ hay không. Nhưng xét theo truyền thống chính trị của Việt Nam, đó là luôn thông báo trước với các nước thân cận, bao gồm cả Trung Quốc, về các hoạt động đối ngoại quan trọng, đặc biệt là khi liên quan đến Hoa Kỳ, thì đây là một khả năng. Hồi tháng 6 năm 2023, 3 tháng trước khi Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước Cộng sản đàn anh đầu tiên của vị đương kim Thủ tướng kể từ khi nhận chức. Trong lần này, thì ông Chính cũng đã có cuộc hội kiến với ông Tập Cận Bình. Và cũng phải kể đến chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm nay. Như vậy, việc ông Tập Cận Bình tới Việt Nam thực ra nằm trong một kế hoạch bận rộn của mối quan hệ song phương Việt-Trung, và nó diễn ra song hành, thậm chí là tất bật hơn với mối quan hệ Việt-Mỹ ở cùng thời điểm. Dù rằng, ở bên ngoài thì mối quan hệ Việt-Mỹ tốn giấy mực của báo giới hơn. Tất cả những hoạt động trên, theo ông Zachary Abuja, giáo sư trường Đại học Chiến tranh ở Hoa Kỳ, là nhằm trấn an Trung Quốc về sự thăng hạng của mối quan hệ Việt-Mỹ. Lãnh đạo Việt Nam đã phải cố hết sức để truyền tải thông điệp tới Trung Quốc rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ không hề gây ra bất cứ thiệt hại nào đến lợi ích của họ, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải thể hiện rằng chính sách ngoại giao và an ninh của chế độ do ông ta lãnh đạo không hề có bất cứ sự thay đổi nào về mặt nguyên tắc. Cả Mỹ và Trung Quốc đều là các đối tác quan trọng bậc nhất đối với Việt Nam. Do vậy, việc duy trì mối quan hệ tích cực với cả hai là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn là không để bên nào có ấn tượng sai lầm rằng Việt Nam đang đứng về một phe nào đó, bởi Mỹ và Trung Quốc hiện đang cạnh tranh nhau quyết liệt. Bình luận về khía cạnh này, bà Hạnh Nguyễn,
nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Quốc gia Úc và là nhà nghiên cứu của Yokosuka Council on Asia Pacific, cho biết quan điểm của mình. Việc Việt Nam cùng lúc thực hiện các hoạt động đối ngoại cấp cao với cả Mỹ và Trung Quốc cho thấy Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng ảnh hưởng của các cường quốc. Chính sách này nhằm tránh khiến Mỹ hoặc Trung Quốc có ấn tượng rằng Việt Nam đang ủng hộ một bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Hiện nay, cả Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác quan trọng hàng đầu với Việt Nam cả về mặt kinh tế và chính trị, nên Hà Nội muốn tiếp tục duy trì quan hệ hữu hảo với cả hai bên. Ngoài ra, chính sách cân bằng ảnh hưởng này sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt hai cường quốc, giúp Việt Nam tận dụng các cơ hội đầu tư, thương mại, hợp tác an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển khoa học công nghệ mà Trung Quốc và Mỹ đưa ra. Chính sách của phía Việt Nam là vậy. Còn về phía hai siêu cường thì theo các chuyên gia, không phải ai cũng muốn Việt Nam trung lập. Rõ ràng Trung Quốc là nước có nhiều thứ phải lo hơn nếu Việt Nam tỏ ra thân thiện với Hoa Kỳ, bởi vị trí địa lý cũng như thể chế chính trị của Việt Nam có vai trò trọng yếu đối với an ninh của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Việt Nam phải nỗ lực để trấn an Trung Quốc nhiều hơn. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Trung Quốc phải tỏ ra lo ngại quá nhiều về mối quan hệ Việt-Mỹ, bởi theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì so với Hoa Kỳ, Trung Quốc có lợi thế hơn và đi trước một bước trong mối bang giao với Việt Nam. Ông nói thêm. Hoa Kỳ đang phải bám đuổi Trung Quốc trong việc quan hệ với Việt Nam. Việt Trung bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1991, theo sau thập kỷ Campuchia. Hai nước cũng thành lập Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song Phương, với lãnh đạo là cấp phó thủ tướng và thường là thành viên Bộ Chính trị. Tuy vấn đề Biển Đông là trở ngại lớn nhất, nhưng Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Ngoài ra, cả hai nước cũng theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự tương đồng về thể chế chính trị rõ ràng vẫn là thế mạnh lớn nhất mà Trung Quốc có so với Hoa Kỳ. Một nước vẫn được coi là đối tượng cần phải dè chừng của các thể chế độc đảng. Việt Nam đã từng chịu sức ép rất lớn về các vấn đề nhân quyền và tự do chính trị từ các đời Tổng thống Hoa Kỳ trước đây, và mọi chuyện chỉ thay đổi từ thời Tổng thống Donald Trump, theo giáo sư Carl Thayer. Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam tới đây, theo giới quan sát thì Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự tương đồng về chế độ chính trị, nhằm khẳng định với Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không trở nên quá gần gũi với Hoa Kỳ. Qua đó, hy vọng vào việc Trung Quốc sẽ để yên cho Việt Nam hợp tác với Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào việc hợp tác với phương Tây. Và thưa quý vị, liên tục chương trình liên quan tới mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và một cái chủ đề cộng đồng chung vận mệnh, tại sao Trung Quốc sử dụng cái chiêu bài vừa kể đối với các cái quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Đây là một cái bài viết của luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Theo tác giả, ngày 17 tháng 10, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 3, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sáng kiến Vành đai và Con đường là một cấu thành vật chất, nó gắn liền với một cái khái niệm tinh thần rộng mở, đó là cộng đồng chung vận mệnh. Trước đó, tháng 4 năm 2023, khi thăm Trung Quốc, Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai đã trân trọng truyền lời mời của Tổng Bí thư và Chủ tịch Việt Nam đến Chủ tịch Tập Cận Bình, mời ông Tập sang thăm Việt Nam trong năm 2023. Reuters cho biết ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11. Theo giới phân tích, theo thông lệ, sau chuyến thăm sẽ có một tuyên bố chung, trong đó có nhắc tới một cái cụm từ nhạy cảm, đó là cộng đồng chung vận mệnh. Việc đó chưa được quyết định có hay không, nhưng rõ ràng các nhà ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam đang ráo riết thảo luận. Nhân dân Việt Nam, kể cả những nhà ngoại giao Hoa Kỳ, chứng kiến cái chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 9, cũng hết sức quan tâm tới cái chủ đề cộng đồng chung vận mệnh. Cụ thể, sau khi nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, thì chuyến thăm của Tập Cận Bình sắp tới Việt Nam
Nếu có, nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất lớn cho bàn lãnh đạo Việt Nam. Thậm chí người ta đánh giá Việt Nam lo đối phó với Trung Quốc nhiều hơn là đối phó với Hoa Kỳ. Một cái câu hỏi đặt ra, vậy hành động của lãnh đạo Việt Nam thế nào để có thể thể hiện một cái bản lĩnh độc lập tự chủ của một quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc trong cái mối quan hệ quốc tế giữa một thế giới đang chia phe rất rõ rệt, và Việt Nam cần phải có những cái phản ứng thích hợp ra sao đối với niềm tin chiến lược mới với Hoa Kỳ. Một cái câu hỏi đặt ra, thuật ngữ cộng đồng chung vận mệnh là gì? Theo tác giả, thuật ngữ cộng đồng chung vận mệnh thực ra nó là câu chuyện được ông Tập Cận Bình đề cập từ năm 2012, ngay sau khi ông Tập được bầu giữ chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc. Và kể từ đó, thuật ngữ cộng đồng chung vận mệnh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong đường lối đối ngoại của Trung Quốc. Thậm chí, khái niệm vừa kể đã xuất hiện trong Hiến pháp Trung Quốc năm 2018 và thường xuất hiện trong các bài phát biểu được coi là một phần của tầm nhìn Trung Quốc về một cái viễn cảnh thế giới trong tương lai. Chủ đề đó đã trở thành thường xuyên hơn gắn với các cái sáng kiến, đó là vành đai con đường BRI, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB, và các đề xuất của Trung Quốc trên các diễn đàn toàn cầu. Nội dung chính của cái khái niệm cộng đồng chung cùng vận mệnh, nó là việc duy trì một cái tinh thần cởi mở, khoan dung, nơi tất cả các cái quốc gia không phân biệt nhỏ to, mạnh yếu, giàu nghèo, tất cả đều bình đẳng. Và điều đó được coi là một cái sáng kiến mới của Trung Quốc nhằm tạo ra một Trung Quốc trở thành trung tâm của châu Á. Và mục tiêu đó để đảo ngược những cái tiến trình phương Tây hóa và cái sự thách thức chi phối của Hoa Kỳ, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á và châu Á. Hiện nay các cái quốc gia láng giềng của Trung Quốc tỏ ra tích cực hưởng ứng, và cách tiếp cận của Trung Quốc đó là đi từ tầm thế giới đến tầm khu vực, sau đó là trực tiếp tới từng quốc gia. Theo các chuyên gia phân tích chính trị thế giới cho rằng khái niệm này được ban hành từ trên xuống và mang một cái chính sách hết sức mập mờ, thiếu tính cụ thể. Và điều đó sẽ khiến cho vấn đề này khó được chấp nhận vì một cái sự hoài nghi về lòng chân thành của Trung Quốc cũng như những cái nỗi lo sợ của các quốc gia đối với sự bá quyền của Trung Quốc đang thường trực trên khắp địa cầu. Trong khi Việt Nam là một cái quốc gia mà cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc nhằm tới đã được nhắc lại nhiều lần trong các cuộc trao đổi gần đây với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có chung một cái vận mệnh. Lần thứ nhất đó là trong chuyến thăm Việt Nam năm 2015, hội đàm với lãnh đạo Việt Nam, ông Tập Cận Bình nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng chung vận mệnh, điều đó mang ý nghĩa chiến lược. Đồng thời ông Tập Cận Bình nói rằng chúng ta, tức Việt Nam, Trung Quốc, không chỉ là bạn bè tốt, láng giềng tốt, mà cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta sống trong cái khối chung có cùng sinh mệnh. Lần thứ hai đó là năm 2016, khi gửi điện mừng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Đại hội 12, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có hệ thống chính trị tương đồng, con đường phát triển giống nhau, tương lai và vận mệnh tương đồng, nên chúng ta phải tạo ra một cái cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Tới tháng 1 năm 2017, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc thì hội kiến, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam đều là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa do các đảng cộng sản lãnh đạo, là cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Tới năm 2021, trong cái bức điện mừng của Tập Cận Bình gửi cho Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13, ông Tập Cận Bình đã khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, là cộng đồng chung cùng vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng vẫn một cái chiêu bài lặp đi lặp lại của ban lãnh đạo Bắc Kinh khẳng định Việt Nam Trung Quốc là hai nước láng giềng và coi cộng đồng chung có vận mệnh làm cái điều có ý nghĩa chiến lược. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Việt Nam hiện nay
họ chưa công khai đề cập tới cái khái niệm vừa kể, mà họ chỉ đề cập tới một cái khái niệm xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Trong cái lần đề cập gần đây nhất một cái khái niệm này, thông cáo chung của Việt Nam Trung Quốc nhân chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính tới Trung Quốc vào tháng 6. Theo đó, Việt Nam đánh giá cao cộng đồng chung vận mệnh nhân loại do Trung Quốc đưa ra. Quý vị chú ý, cộng đồng chung vận mệnh nhân loại chứ không phải là cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về việc Trung Quốc ký kết một cái kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Campuchia nhân dịp Thủ tướng Hun Manet tới thăm Trung Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Theo tác giả, chúng ta sẽ giật mình khi thấy rằng khái niệm cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc đang cổ suý nó tương tự với cái khái niệm của Nhật Bản. Nó là khối thịnh vượng chung Đại Đông Á mà Nhật Bản đề xướng vào cuối thập niên 1930 trước chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là điều Việt Nam cần phải hết sức cảnh giác, bởi vì căn cứ vào nội dung của khối thịnh vượng chung Đại Đông Á của Nhật Bản đề xướng bao gồm các cái niềm tin cốt lõi, đó là ổn định lâu dài, láng giềng hữu nghị, công lý quốc tế, phát triển văn hóa, kết nối kinh tế để thúc đẩy hòa bình thế giới. Nghiên cứu một cái cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc rõ ràng cho thấy Trung Quốc cũng sao chụp và đang tìm mọi cách thực hiện. Sau 80 năm trước đây, chính quyền Nhật Bản mong muốn thiết lập một trật tự thế giới mới nhằm cạnh tranh với các quốc gia phương Tây, thì bây giờ Trung Quốc cũng không giấu giếm một cái ý đồ về cộng đồng mà Trung Quốc sẽ dẫn dắt để chống lại Hoa Kỳ và phương Tây. Trong khi đó, học thuyết Đại Đông Á của Nhật Bản trong quá khứ làm cái học thuyết kích động sự hận thù của người châu Á đối với phương Tây bằng các cái luận điệu như láng giềng tương quan máu đỏ da vàng, với một cái mưu đồ Nhật Bản sẽ đặt châu Á dưới ách thống trị của họ. Và bây giờ tới lượt Trung Quốc cũng đặt một cái cộng đồng chung vận mệnh trong cái bối cảnh rộng lớn hơn, mang tính dung nạp hơn, bằng một cái ngôn ngữ được đánh giá là uyển chuyển hơn đối với toàn nhân loại. Trong khi Việt Nam nằm sát với Trung Quốc, chúng ta không thể không lo ngại về một cái chủ trương bành trướng của Bắc Kinh đang dần dần thể hiện để trói buộc các quốc gia láng giềng vào trong những cái giá trị chung của Trung Quốc. Đó là lý do Việt Nam cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn coi họ là đỉnh cao trí tuệ, nhưng họ không thể đại diện cho đất nước trong lúc cần ra những quyết định tối thượng. Theo luật sư Lê Quốc Quân kết thúc bài viết khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất, đó là mở rộng một cái không gian dân sự để thúc đẩy dân chủ. Lãnh đạo Việt Nam phải thành tâm lắng nghe các ý kiến từ nhân dân, họ phải biết đặt tổ quốc lên trên hết, có như vậy mới tạo ra được những cái quyết định đúng đắn để giữ vững đất nước độc lập tự chủ. Mà một vấn đề quan trọng hơn cả đó là bằng mọi cách lãnh đạo Việt Nam phải tỉnh táo và tránh xa một cái khái niệm nguy hiểm của Trung Quốc, đó là khái niệm cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới. Nếu xảy ra của Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 tới đây. Và thưa quý vị, một cái thông tin cuối cùng chúng ta có thể cảm thấy khả quan, đó là trong bức ảnh liên quan tới lễ khai mạc kỷ niệm lần thứ 3 sáng kiến Vành Đai và Con Đường, ông Võ Văn Thưởng đứng ở một cái vị trí được cho là không thể khiêm tốn hơn, đó là đứng ở cái góc ngoài cùng bên phải của tấm ảnh. Những cái điều vừa kể đều cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh có những cái thái độ rõ ràng với Việt Nam và hy vọng rằng Việt Nam tránh được cái bẫy của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Thưa quý vị, và thưa quý vị, liên tục chương trình vẫn xoay quanh câu chuyện những cái bề bối của Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ được cho là ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm, nhưng đằng sau nó là những cái bình luận cho rằng tất cả những ai mà được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa vào cái vai trò người kế nhiệm trước ghế Tổng Bí thư thường có những cái kết rất xấu. Và câu chuyện của ông Đinh Chế Huỳnh cũng như ông Trần Quốc Vượng trong thời gian 10 năm gần đây
đã cho chúng ta thấy những cái điều vô kể. Và thưa quý vị, trong các cái bài bình luận trước, chúng tôi đã đưa ra các cái dẫn chứng về mặt truyền thông cũng như những cái dấu hiệu, những cái tuyên bố phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cái điều vừa kể hoàn toàn cho thấy cơ quan đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tập trung tấn công vào Quốc hội. Thưa quý vị, vậy mà chưa hết, cơ quan đảng của Nguyễn Phú Trọng đưa ra những cái nghi ngờ liên quan tới việc Quốc hội Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm các cái chức danh theo quy định không công bằng, không sòng phẳng, thậm chí có những cái ý đồ riêng để phục vụ cho các thế lực chính trị trong đảng. Điều đó được thể hiện trong cái tuyên bố của Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Bùi Tuấn Quang, trong một tuyên bố với giới báo chí gần đây đã cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội cần phải thực chất và đảm bảo kết quả trung thực. Theo ông Bùi Tuấn Quang cho biết, đây không phải là ý kiến cá nhân của ông trong cương vị Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, mà đó là tâm lý của các cái cử tri mà ông Quang được phép tiếp xúc đã quan tâm đặc biệt tới cái nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội khóa 6 tới đây. Theo Phó trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, các cái cử tri mong rằng việc lấy phiếu tín nhiệm cần thực chất, đảm bảo kết quả. Thậm chí Phó trưởng ban Dân vận Trung ương ông Bùi Tuấn Quang còn cho biết đây là một cái hình thức dân chủ trực tiếp và ông mong rằng việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thực chất và cần phải đảm bảo kết quả đưa ra. Và như quý vị đã biết, theo kế hoạch thì việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội khóa 6 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày khai mạc kỳ họp, đó là ngày 23 tháng 10. Theo đó, Quốc hội sẽ lấy phiếu với 44 cá nhân, những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tuy nhiên, trong số đó có 5 người sẽ không lấy phiếu tín nhiệm lần này. Đó là các nhân vật Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, ông Lê Mạnh Quang. Theo đó, năm nhân sự vừa kể được Quốc hội bầu và phê chuẩn mới bổ nhiệm trong năm 2023 là năm đã lấy phiếu tín nhiệm, nên không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm trong đợt này. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại, một tháng trước đây, đó là vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, Quốc hội đã lên thông báo cho biết sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và những cái người giữ chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín vào ngày 24 tháng 10, tức là một ngày sau ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 6, Quốc hội khóa 15. Và thưa quý vị, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào chiều ngày 24 tháng 10. Sau đó Quốc hội sẽ thông qua một cái dự thảo nghị quyết của Quốc hội xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những cái người giữ chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Và theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì những cái người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ gửi các cái báo cáo, các cái bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm. Và như quý vị đã biết, đầu năm 2023, trong cái hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các cái văn bản mới về công tác tổ chức đảng ngày 17 tháng 2 năm 2023, và Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, đã đưa ra các cái nhận định cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm trước đây còn hạn chế, còn có các cái biểu hiện lợi ích nhóm để cho một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao, nhưng sau đó tiếp tục vi phạm kỷ luật của đảng, kỷ cương phép nước. Và thưa quý vị, câu chuyện Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân vận đưa ra những cái sự nghi ngờ về cái sự không trung thực trong kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, nó trở thành một cái vấn đề lớn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nó chỉ làm cái cớ để cho các cái phe nhóm ở trong đảng thực hiện các biện pháp bỏ phiếu tín nhiệm để triệt hạ lẫn nhau. Đó là chưa kể tới những cái đánh giá cho rằng theo quy định tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, tại sao không lấy hai mức, đó là tín nhiệm và bất tín nhiệm, mà lại lấy ở ba mức, đó là tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và tín nhiệm. Vậy làm thế nào để trọng dụng sử dụng những cái người có đa số phiếu tín nhiệm cao, dùng kết quả đó để bố trí họ ở những cái cương vị công tác cao hơn?
và cho từ chức miễn nhiệm chuyển công tác đối với những cái người không được tín nhiệm hay đa số phiếu tín nhiệm thấp, thì bản thân kỳ họp của Quốc hội cũng có thể quyết định được ngay lập tức mà không cần thông qua hết nhiệm kỳ đại hội đảng lúc đó mới công bố. Theo giới phân tích cho rằng không cần viện đến bất kỳ cái thuyết âm mưu nào về cái việc tự diễn biến, tự chuyển hóa, đó là một khi đã công khai trên diễn đàn Quốc hội, mà việc một phó ban dân vận trung ương, ông Dũng đã phải lên tiếng, mong Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm có thực chất, thì chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng lá phiếu tín nhiệm do Quốc hội bầu và đảng thông qua, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn không đảm bảo chất lượng và không nói rõ, nhưng quý vị đã hiểu lá phiếu tín nhiệm lâu nay có chất lượng ra sao và thực tế như thế nào. Và thưa quý vị, nhiều quý vị đã biết phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cái buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra những cái vấn đề cụ thể, đó là nói về quan hệ ngoại giao, đặc biệt chính sách ngoại giao cây tre. Ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là một giải pháp ngoại giao có tình có lý. Đặc biệt, ông Nguyễn Phú Trọng nổi bật chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Một cái nội dung thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng đề cập mà khiến cho người ta không khỏi giật mình, đó là việc chính của Quốc hội Việt Nam hiện nay. Theo Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần phải thu thập những ý kiến của người dân, nhưng điều đó Quốc hội chưa làm sâu làm sát, biểu hiện chỉ mang tính hình thức, mà theo ông Trọng nghe ra có vẻ nghe ý kiến dân, nhưng thực tế là không nghe. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng còn đề cập tới một cái câu chuyện liên quan tới cơ cấu quyền lực chính trị của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản. Theo đó, Đảng Cộng sản lãnh đạo và các cái chủ thể của nhà nước phải làm đúng các chức năng nhiệm vụ theo quy định, mà theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tránh anh nào cũng nghĩ anh ta là to. Trong khi đó, giới quan sát đưa ra những cái nhận xét trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội liên quan tới công tác ngoại giao, đặc biệt thái độ của Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ có rất nhiều những cái biểu hiện, không chỉ trong chuyến thăm hay đón tiếp Tổng thống Joe Biden, mà kể cả những cái phát biểu ở Quốc hội mang màu sắc là những cái biểu hiện bất mãn. Cụ thể trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Hà Nội, Vương Đình Huệ chỉ tiếp trong tư thế đứng chào hỏi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước khi Tổng thống Hoa Kỳ ra sân bay. Theo lời mời thiết tà của Vương Đình Huệ, ông Joe Biden đã ghé qua Quốc hội trong ít phút. Nhưng một cái điểm đáng chú ý đó là Vương Đình Huệ không được ngồi tiếp một cái quốc khách quan trọng như các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính hay Võ Văn Thưởng, mà Vương Đình Huệ chỉ đứng trong cái tư thế rốt ráo đón tiếp nói chuyện. Trước đó, một cái lịch trình dự kiến ông Vương Đình Huệ sẽ tới thăm công du châu Âu và ghé thăm Cộng hòa Liên bang Đức. Những cái thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày 4 tháng 8 năm 2023 đã có các cái bài viết, các cái hình ảnh hân hoan thông báo Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã chuẩn bị kỹ càng cho cái chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cộng hòa Liên bang Đức, với sự góp mặt của ông Đồn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, kiêm Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức. Vậy mà không hiểu cái lý do gì, ông Vương Đình Huệ đã buộc phải hủy bỏ chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức với lý do không được tuyên bố công khai, nhưng rõ ràng những cái thông tin khả tín cho biết ông Vương Đình Huệ không được chính quyền Liên bang Đức đón tiếp theo nghi lễ nguyên thủ quốc gia. Điều đó nó liên quan gì tới cái sự cố chấp của cá nhân ông Vương Đình Huệ, liên quan gì tới cái việc Bộ Công an Việt Nam của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang ráo riết tìm cách bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC về Việt Nam, trong khi ban lãnh đạo nhà nước Đức hết sức cảnh giác về việc trước đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cho toán đặc vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa trung tâm thủ đô Berlin vào tháng 7 năm 2017. Theo giới phân tích, bất kỳ một cái lý do nào thì rõ ràng việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải hủy một cái chuyến thăm
mang tầm cỡ quốc gia tới Cộng hòa Liên bang Đức. Điều đó sẽ đánh mất một cái cơ hội hàn gắn quan hệ Việt-Đức đang băng giá sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và nếu chiếu theo tinh thần ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lẽ ra Vương Đình Huệ phải chấp nhận tất cả, dù rằng Cộng hòa Liên bang Đức không đón tiếp Vương Đình Huệ với một cái tư cách nguyên thủ quốc gia, thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Đó là lý do giới quan sát cho rằng cứ theo một cái thái độ, ông Vương Đình Huệ từ chối tới Cộng hòa Liên bang Đức bởi lý do không được tiếp đón trong cái vai trò nguyên thủ quốc gia, hay một cái thái độ đòi hỏi phải được gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Hà Nội. Đó là những cái điều được cho là không biết thời, không biết thế. Song theo những cái người thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông Vương Đình Huệ với một cái tham muốn đó là phải được bằng anh bằng em, tức là cũng ngang với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh Chính hay ông Võ Văn Thường. Đó là những cái suy nghĩ và hành động mang tính cá nhân. Đó là lý do giới quan sát và dư luận xã hội cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phê phán những cái thái độ của các cơ quan chức Việt Nam không biết cầu thị coi nhân dân ở một cái vai trò không tương xứng, đó là một cách gián tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phê phán thái độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong mối quan hệ ngoại giao quốc tế, mà ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định đó là những biểu hiện mang dấu ấn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và hám danh. Trong khi đó, một cái vấn đề liên quan tới một cái hồ nước ở Bình Thuận, theo đó Thường vụ Quốc hội và Ban dân nguyện Quốc hội không làm đúng chức trách, Quốc hội đang xa rời phản ánh của dư luận xã hội, thậm chí trở thành tay sai của các cái nhóm lợi ích trái với dư luận phản đối, thì ông Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam lại tích cực đưa ra những ý kiến ủng hộ một cái dự án đào cái hồ nước 700 hecta phá rừng, mà theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là việc Quốc hội không thực sự lắng nghe ý kiến của người dân, và điều đó sẽ ảnh hưởng tới những cái quyết sách của Đảng. Một cái điều quan trọng hơn đó là những cái quyết định sai lầm của Quốc hội do ông Vương Đình Huệ trong vai trò người đứng đầu sẽ dẫn tới một cái nguy cơ Đảng Cộng sản sẽ mất niềm tin trong nhân dân. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đã nói một cái câu vớ vẩn để thu hút dư luận xã hội khi cho rằng một cái cơ chế ở Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng nói, theo tôi đó là một cơ chế tốt nhất trong thời gian hiện tại. Thâm ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng có một cái vai trò quyền lực, Đảng lãnh đạo, Quốc hội là một phần. Ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Quốc hội là nơi thu thập ý kiến của nhân dân, một cách trung thực phản ánh cho lãnh đạo Đảng biết để xử lý, chứ Quốc hội không có chức trách can thiệp vào chính phủ để xử lý những ý kiến của nhân dân. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, nói với các cử tri Hà Nội rằng các cái lãnh đạo Việt Nam hiện nay có một cái tình trạng anh nào cũng nghĩ là mình to. Và thưa quý vị, ngay sau cuộc tiếp xúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội, ngày hôm sau 15 tháng 10, tạp chí Cộng sản đã đưa lên một cái bài bình luận có nhan đề kiểm soát quyền lực trong cơ quan lập pháp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Một cái điều đáng chú ý, tạp chí Cộng sản đã minh họa bài viết bằng tấm hình Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ bắt tay các cái cán bộ tòa án với một thái độ bề trên. Đáng chú ý bài viết có hai đoạn rõ ràng với một cái mục tiêu nhằm tới ông Vương Đình Huệ, đó là đoạn thứ nhất, hơn nữa con người còn bị điều khiển, bị chi phối bởi những cái tham vọng, trong đó có những cái tham vọng về quyền lực. Nó là mục tiêu, nó vừa làm cái công cụ để tiếp tục vươn tới các cái tham vọng khác, do đó không thể khẳng định một cái người được ủy quyền từ nhân dân luôn luôn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Vì thế trong tổ chức quyền lực của nhà nước cần phải tạo ra một cái cơ chế tự kiểm soát mình, kiểm soát lẫn nhau một cách chặt chẽ. Những cái con người làm việc trong bộ máy quyền lực nhà nước với mục tiêu để có thể kịp thời phát hiện xử lý được ngay những cái người này, những người không còn xứng đáng với cái sự tín nhiệm của nhân dân. Chưa hết, tạp chí Cộng sản còn viết, đồng thời đối với cái hệ thống chính trị do một Đảng Cộng sản lãnh đạo cầm quyền như ở Việt Nam, một cái cơ chế kiểm soát quyền lực
bao gồm các cái chủ thể cả bên trong, vừa bao gồm chủ thể ở bên ngoài. Bộ máy nhà nước càng có cái vai trò đặc biệt quan trọng. Và thưa quý vị, ở một cái đoạn thứ hai trong bài viết của tạp chí Cộng sản hết sức đáng chú ý, đó là tạp chí Cộng sản viết: cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với chỉ chú trọng đến cái việc kiểm soát lập pháp của Quốc hội đối với hành pháp của chính phủ và tư pháp của tòa án. Còn chính phủ, cơ quan thực hiện quyền hành pháp, kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp, tư pháp, cũng như các cái cơ quan thực hiện quyền tư pháp, kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp và quyền hành pháp, vẫn chưa được coi trọng. Vì thế, một cái cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các quyền vẫn chưa hình thành một cách đầy đủ theo đúng quy định của Hiến pháp Việt Nam 2013 đã sửa đổi. Hiện nay chưa hình thành một cái cơ chế kiểm soát quyền hành pháp đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp và quyền tư pháp. Đó là lý do chưa có một cái cơ chế phát huy đầy đủ vai trò của quyền tư pháp trong việc kiểm soát đối với Quốc hội cũng như chính phủ. Theo giới phân tích, những cái đoạn quan trọng này nhắc đi nhắc lại vấn đề cơ quan lập pháp, có nghĩa là người ta đang hướng tới ông Vương Đình Huệ, một cái người được cho là có tham vọng quyền lực, đang có những cái dấu hiệu không chịu tuân thủ những cái sự chỉ đạo của bộ máy đảng và chính phủ cũng như nhà nước. Ông Vương Đình Huệ tự cho mình một cái quyền lực hơn người, đó là có quyền kiểm soát người khác nhưng không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, kể cả Tổng Bí thư. Đó là lý do tại sao tạp chí Cộng sản nhiều lần đưa ra những ý kiến cho rằng cần phải tạo ra một cái cơ chế kiểm soát ngược lại. Những điều vừa kể trong bài viết của tạp chí Cộng sản, theo giới phân tích cho rằng một cái mục đích duy nhất toát lên qua đó cho thấy Chủ tịch Quốc hội không xứng đáng ở trong vai trò người đứng đầu cơ quan lập pháp hiện nay, và càng không xứng đáng với cái sự tín nhiệm của nhân dân. Những cái điều vừa kể xảy ra sau thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 14, mà ngày 15 lập tức tạp chí Cộng sản đã nổ một cái phát súng lớn, thì rõ ràng đó là một sự chuẩn bị công phu từ trước. Người ta chỉ chờ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri xong, hôm sau lấy cớ để đưa ra những cái phát biểu của Tổng Bí thư với ngụ ý ra sao. Hơn nữa, tạp chí Cộng sản đã sử dụng những cái hình ảnh, những cái ý kiến dưới bài viết rõ ràng là hướng tới Vương Đình Huệ, và rất có thể khả năng Vương Đình Huệ sẽ mất điện trong thời gian tới đây. Theo giới quan sát, thật là một cái tự đèn đủ cho ông Vương Đình Huệ trong cái vai trò được cho là sẽ trở thành tân Tổng Bí thư tại Đại hội 14 tới đây, nhưng Vương Đình Huệ lại đi theo một cái vết xe đổ của Đinh Chí Huỳnh hay Trần Quốc Vượng, đó là ăn một cái miếng bánh vẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuối cùng đã bị mắc bẫy. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra, đó là tại sao là Vương Đình Huệ chứ không phải là những người khác, đặc biệt Vương Đình Huệ, một cái người đứng đầu nhóm chính trị của Nghệ An, một cái người có một mối quan hệ đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại đưa ra mổ xẻ trong cái giai đoạn gần đây. Theo giới phân tích cho rằng khả năng loại bỏ Vương Đình Huệ và chặn đứng bước tiến của Vương Đình Huệ tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư, một cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị từ lâu, sẽ xảy ra. Qua đó, những cái gì mà truyền thông nhà nước tường thuật cho thấy dường như ông Nguyễn Phú Trọng đang lúng túng và cùng sáng tạo, khi ông Nguyễn Phú Trọng cứ nói vòng vo về những cái lý thuyết lặp đi lặp lại theo kiểu hiểu sai. Trở lại cái câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành một cái phần lớn thời gian trong cuộc trò chuyện với các cái cử tri ở Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng vòng vo tam quốc, cuối cùng chỉ để nhấn mạnh về vai trò chức năng của các cái chủ thể trong một cái hệ thống chính trị theo nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý các cái chủ thể trong hệ thống chính trị của Việt Nam cần phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định, không được để xảy ra và tránh một cái tình trạng cua cậy càng cá cậy vầy.
mà theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh nào cũng nghĩ rằng quyền mình to, đặc biệt đối với các đại biểu Quốc hội. Ông Trọng nói khi tiếp xúc với các cử tri phải tuyệt đối tránh những cái tình trạng hình thức ngồi ra vẻ lắng nghe nhưng không nghe. Và ông Nguyễn Phú Trọng còn cảnh báo đối với giới chức lãnh đạo Việt Nam rằng đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Những cái nội dung chúng tôi liệt kê vừa kể để quý vị thấy, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục khẩu khí lên lớp giáo huấn đối với cấp dưới, trong khi ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng đã mắc phải một cái sai lầm trầm trọng và thất bại tại hội nghị Trung ương 8 vừa qua. Và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại lặp lại một cái phát biểu mà người dân đã quá chán ngán, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng không nắm bắt thực tế xã hội hiện nay. Đó là một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng chưa bao giờ Việt Nam có một cái cơ đồ, một cái vị thế, uy tín của Việt Nam có được như ngày hôm nay. Liên quan tới cái vấn đề đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định các cái quan điểm, đường lối đối ngoại nhất quán và một cái phong cách ngoại giao cây tre. Theo đó, gốc phải vững chắc, có thân mềm dẻo, là những cái điều có tình, có lý, có trước, có sau của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, dư luận xã hội cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn mang ra một cái chính sách ngoại giao cây tre, một cái sản phẩm mà ông Nguyễn Phú Trọng tự hào, xem ra chỉ đúng theo nghĩa trong cái phạm vi quan hệ quốc tế trong ao làng. Tương tự như thể thao, ở một cái khu vực vùng trũng, Việt Nam luôn luôn dẫn đầu nhưng bước làm cái sân chơi quốc tế như Á vận hội vừa qua Trung Quốc, thể thao Việt Nam đã tơi tả bầm dập. Điều đó để cho thấy tre vững chãi bởi vì nó kết thành bội, thành thành lũy, thành rừng, rễ cây tre bám sâu vào lòng đất. Trước đây cây tre Việt Nam nằm trong khuôn khổ của một cái bụi tre của khối xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, trong đó có hai cây tre lớn che chở là Liên Xô và Trung Quốc. Điều đó càng cho thấy nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 coi công tác đối ngoại phải có một chính sách riêng. Theo giới phân tích, đó chỉ là một cái cách diễn đạt của một cái thứ ngoại giao mà người ta gọi là ngoại giao đu dây của Việt Nam. Hay nói thẳng ra, đó là một cái nghệ thuật ngoại giao đu dây giữa các quốc gia lớn của Hà Nội. Tuy nhiên, vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện một cái chính sách đối ngoại có đặt trên bàn cân quyền lợi của đất nước là tối thượng, chứ không thể đi sau các cái quyền lợi của đảng cầm quyền. Và thưa quý vị, trở lại những cái sự lúng túng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thậm chí người ta nghi ngờ ông Nguyễn Phú Trọng có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Song giới thạo tin từ Hà Nội giải thích ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang hết sức lúng túng trước một cái con bài của Vương Đình Huệ. Thậm chí giới thạo tin cho rằng đến lúc ông Vương Đình Huệ phải đặt mình trong cái vị trí một cái người kế nhiệm chức vụ như Lâm Bưu trước đây, đã bị Mao Trạch Đông thẳng tay xử lý trong cái vụ tai nạn máy bay ở khu tự trị Nội Mông. Và thưa quý vị, một cái vấn đề đặt ra là tại sao ông Vương Đình Huệ, một cái ngôi sao sáng, là thủ lĩnh của phe nhóm Nghệ An, là một trong ba phe nhóm ủng hộ và hậu thuẫn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lý do gì mà phải mang ra phân tích mổ xẻ, đặc biệt liên quan tới vấn đề chủ nghĩa cá nhân? Theo giới phân tích cho rằng, trong các cái năm trước đây, mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một cái chủ đề liên quan được coi là trọng điểm, thì kèm theo phải có một ủy viên Bộ Chính trị bị hạ bệ. Ví dụ như chủ trương chống chủ nghĩa dân túy mà cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đã mắc phải, sau đó phải vào tù. Và một cái người tiếp theo cũng theo chủ nghĩa dân túy, đó là Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, có cùng một số phận. Bởi rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận các cái hành động hay các cái phát ngôn liên quan tới một cái điều gọi là chủ nghĩa dân túy. Đó là những cái lý luận mà các cái nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận, tức là những cái chính sách chủ trương lấy lòng dân chúng thông qua việc sử dụng lợi ích vật chất để lôi kéo. Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng không chấp nhận những cái phát ngôn tỏ vẻ mạnh mẽ với cái tinh thần vì dân vì nước để lấy lòng một số bộ phận dân chúng,
để tạo ra các lối kín cho các cá nhân, mà theo ông Trọng cho rằng đó là một mưu đồ tiến sâu hay leo cao. Và thưa quý vị, không chỉ liên quan tới các vấn đề suy thoái đạo đức chính trị về chủ nghĩa dân túy. Và thưa quý vị, vào cuối năm 2022, một cái sự kiện quan trọng liên quan tới việc từ chức đồng loạt của bà lãnh đạo cấp cao của chính phủ, đó là cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đàm. Đó là những sự kiện lớn nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm cho rằng các nhân vật vừa qua bị từ chức với cái lý do liên quan tới chủ nghĩa cá nhân làm cái điều nguy cơ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cần phải đấu tranh kiên quyết và loại bỏ. Theo giới phân tích cho rằng cứ theo một cái kịch bản cũ thì rõ ràng tới đây phải có một cái ủy viên Bộ Chính trị sẽ chịu trách nhiệm và làm con dê tế thần cho chủ nghĩa cá nhân, trong khi chống chủ nghĩa cá nhân là những cái vấn đề xảy ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam từ những cái năm 60-70 của thế kỷ trước đến nay lại dấy lên mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là những cái dấu hiệu cho thấy ông Trọng và phe nhóm đang chuẩn bị xử lý đối với một cái đối tượng. Theo đó thì bên trong các nhà lý luận đưa ra những cái sự lên án đối với chủ nghĩa cá nhân, thì bên ngoài truyền thông nhà nước sẽ nhắc đến một cái nhân vật cụ thể, người ta sẽ mang ra phân tích mổ xẻ. Tiếp đến, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có những cái quyết định xung quanh một cái nhân vật được cho là dê tế thần. Và những cái điều vừa kể nó là một trình tự lặp đi lặp lại trong nhiều năm, trong nhiều chủ đề, với lý do cô lập đối tượng để đưa vấn đề lên công luận, sau đó sẽ được bàn ở Hội nghị Trung ương cũng như Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ triệu tập họp Bộ Chính trị và bất kỳ một cái nhân vật nào nằm trong tầm ngắm sẽ bị siết chặt, bị cô lập dần dần và cuối cùng phải bó tay đầu hàng. Được biết, một cái đối tượng nằm trong diện đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân sẽ bị buộc phải từ chức hay bị miễn nhiệm, nếu không nói là sẽ bị truy tố bởi các cái lý do liên quan tới tham nhũng, căn cứ theo một cái quyết định số 41 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 11 năm 2021. Và giới phân tích rút ra một cái quy luật, đó là mỗi lần Đảng Cộng sản Việt Nam phát động đấu tranh với một cái chủ thuyết gì đó, lập tức chắc chắn sẽ có một ủy viên Bộ Chính trị sẽ trở thành dê tế thần. Theo giới phân tích, dư luận xã hội đặt ra một cái câu hỏi, vậy đối tượng sẽ bị xử lý tới đây sẽ là ai? Theo đó, đặc điểm của đối tượng bao giờ cũng là đang ở một cái vị trí quyền lực có nhiều khả năng leo cao tiến xa, có nhiều khả năng leo cao tiến xa hơn. Và đặc biệt, những cái nhân vật đó tỏ một cái thái độ tham vọng quyền lực, muốn leo lên những chiếc ghế cao hơn, tức là trở thành Tổng Bí thư trong các cái kỳ đại hội. Thông qua các cái dấu hiệu, các cái đối tượng này qua các cái phát biểu và hành động tỏ rõ cho thấy mong muốn nắm giữ chức vụ cao nhất quyền lực ở trong Đảng. Trong khi đó, giới thạo tin đưa ra các cái bình luận phân tích vai trò của 16 ủy viên Bộ Chính trị còn sót lại hiện nay sau khi hai nhân vật Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh bị loại bỏ. Theo đó, những cái danh sách không nằm trong diện dê tế thần liên quan tới chủ nghĩa cá nhân, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng, là người khởi xướng. Một cái nhân vật thứ hai không tính đến, đó là ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, một cái người chịu trách nhiệm về các cái học thuyết. Người thứ ba đó là các cái nhân vật Nguyễn Văn Điền, Trương Thị Mai, Trần Thanh Mẫn, Lương Cường, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng và kể cả Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú. Những cái người này là những cái nhân vật thân cận trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có quyền đưa lên thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng có quyền hạ xuống, không cần làm phiền Ban Chấp hành Trung ương bày ra một cái phong trào loại trừ chủ nghĩa cá nhân. Hai nhân vật Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nắm các chức vụ quan trọng trong bộ máy công an và quốc phòng chắc chắn không ai dám đụng đến. Một cái trường hợp đó là Nguyễn Hòa Bình, một cái người là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, có một mối quan hệ
móc xích dày mờ rễ má với ông Nguyễn Phú Trọng, phụ trách công việc từ Pháp, có lẽ không liên quan tới chủ nghĩa cá nhân. Một cái nhân vật được cho là liên quan đó là ông Phan Đình Trạc. Song Phan Đình Trạc vốn là một cánh tay phải của Tổng Bí thư trong vụ chống tham nhũng, hay thực chất là các vụ thanh trừng, nên cũng được loại trừ. Một cái nhân vật thứ bảy mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn tìm mọi cách, mọi cơ hội để loại bỏ, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên Phạm Minh Chính rõ ràng trong cái vai trò Thủ tướng, dù chưa có hiệu quả, kết quả công tác của Phạm Minh Chính chưa tốt lắm, nhưng rõ ràng Phạm Minh Chính rất nhiệt tình trong công việc và hầu như không có những cái biểu hiện chủ nghĩa cá nhân. Dù rằng ông Nguyễn Phú Trọng lùi lại những cái câu chuyện trong quá khứ về mối liên hệ giữa ông Chính và bà Nhàn AIC, nhưng không thuyết phục được Ban Chấp hành Trung ương. Mà thưa quý vị, theo cái phương pháp loại trừ vừa kể thì có lẽ còn một cái nhân vật cuối cùng không ai khác, đó là Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Giới quan sát cho rằng Vương Đình Huệ rất có thể làm cái đối tượng của chiến dịch chống chủ nghĩa cá nhân, và Vương Đình Huệ được lựa chọn làm con dê tế thần, không phải ông Trọng là người chọn, mà sức ép của các cái phe nhóm trong đảng dẫn đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính đang tạo ra câu chuyện vừa kể. Và rõ ràng trong chuyến đón tiếp Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam, vai trò của Vương Đình Huệ tỏ ra hết sức mờ nhạt. Vương Đình Huệ cố gắng vận động để mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới thăm Quốc hội, và ông Joe Biden cũng ghé thăm ít phút, song có những cái phản ứng được cho là bất bình về những cái câu hỏi, những cách đặt vấn đề của Vương Đình Huệ nêu ra yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục bồi thường chiến tranh, đặc biệt vấn đề chất độc màu da cam. Và những cái điều chúng tôi liệt kê để quý vị thấy rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cái buổi tiếp xúc với cử tri ngày 14 tháng 10 vừa qua có những cái sự lúng túng, nhưng rõ ràng có những cái phát biểu hàm ý không vừa lòng với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đó là lý do cử tri được cho là chân gỗ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra những cái câu hỏi cũng như các cái phát biểu khen ngợi hoạt động của Quốc hội có nhiều sáng tạo đã được cải tiến, đặc biệt trong công tác giám sát chính phủ có hiệu quả. Thì Nguyễn Phú Trọng đưa ra những cái phát biểu cho rằng, theo báo Việt Nam Net, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, trong một cái buổi tiếp xúc cử tri mới đây nhằm báo cáo dự kiến về chương trình, đồng thời để lắng nghe các ý kiến góp ý của các cử tri. Trong việc trao đổi với cử tri Hà Nội gần 40 phút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành một cái thời gian lớn nhấn mạnh vai trò chức năng của các cái chủ thể trong hệ thống chính trị Việt Nam theo nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới một cái điều được cho là liên quan tới ông Vương Đình Huệ. Theo Tổng Bí thư, hệ thống chính trị của chúng ta hiện nay cần phải làm đúng các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định, tránh tình trạng cua cậy càng cá cậy vây, anh nào cũng nghĩ quyền của mình to. Và thưa quý vị, đó là lý do người ta nghĩ rằng trước sức ép của Ban Chấp hành Trung ương và các cái phe nhóm ở trong đảng buộc ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ thời gian tới đây sẽ đưa Vương Đình Huệ lên thớt để chạm. Và như vậy, nếu thực sự điều đó xảy ra, sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của một cái kẻ yên hùng tham vọng lên đến tận trời có tên là Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, chúng tôi nói với quý vị những cái điều vừa kể với một cái thái độ hết sức thận trọng, chưa có gì có thể khẳng định nó là cái câu chuyện chắc chắn. Và thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine và dải Gaza, trong bản tin ngày hôm nay 18 tháng 10 năm 2023, chúng tôi tới với quý vị các tin tức nổi bật. Đó là quân đội Ukraine đã chính thức sử dụng tên lửa áp thạch do Hoa Kỳ cung cấp và đạt được những cái kết quả thành công rất lớn khi tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Berdyansk, nơi tập trung các cái máy bay trực thăng vũ trang của Nga, gây ra những thiệt hại rất lớn. Đặc biệt trong bối cảnh quân đội Nga đang rất cần thiết sử dụng những cái máy bay trực thăng vũ trang để phòng thủ. Trong khi đó, liên quan tới vấn đề chiến sự dải Gaza, một cái câu chuyện
Israel chậm tấn công dải Gaza như người ta tưởng, và điều đó đã làm cho các cái lời đồn đại tăng lên. Có những cái ý kiến cho rằng nó liên quan tới cái vấn đề con tin. Song được biết liên quan tới tình hình dải Gaza, một cái thông tin nổi bật đó là Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay tới Israel và sự xuất hiện của Tổng thống Hoa Kỳ tại Tel Aviv liên quan gì cái việc có những cái đồn đoán cho rằng, và điều đó liên quan tới gì tới những cái đồn đoán cho rằng ông Biden có cái kế rất hay nên phải trực tiếp sang Israel. Và đó cũng chính là lý do tại sao Israel chưa một cái cuộc càn quét vào dải Gaza. Trong khi đó, theo AP, Tổng thống Joe Biden đã xác nhận ông sẽ tới thăm Israel. Đây là một chuyến đi rất mạo hiểm. Theo đó, Tổng thống Joe Biden sẽ thực hiện một cái chuyến thăm quan trọng vào ngày thứ Tư để thể hiện cái sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến chống lực lượng Hamas. Sự kiện vừa kể xảy ra sau khi Thủ tướng Israel, ông Netanyahu, đã chấp nhận cho việc viện trợ nhân đạo từ cộng đồng thế giới tới những người dân ở dải Gaza. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới tình hình dải Gaza, được biết quân đội Israel làm việc rất hiệu quả. Và mới nhất, tổ chức khủng bố Hamas đã xác nhận cái chết của thành viên Tổng hội đồng quân sự của tổ chức Hamas, đó là cái chết của Ayman Nofa, một cái quan chức quan trọng của tổ chức Hamas. Ông này được cho là đã bị không quân Israel tấn công, phá hủy ngôi nhà của ông ta, gây ra một cái việc ông này làm cái nhân vật thứ 10 trong số các cái thủ lĩnh hay lãnh đạo của lực lượng Hamas đã bị quân đội Israel tiêu diệt kể từ ngày 8 tháng 10 cho tới nay. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu bằng một nội dung liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Một cái tin tức nổi bật đó là trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 10, quân đội Ukraine đã tấn công vào các sân bay quân sự của Nga ở tỉnh Luhansk và tỉnh Berdyansk và đã đạt được những thành công ngoài mức tưởng tượng. Điều đó, các cái kênh Telegram quân sự của Nga cho rằng đó là những thất bại thất vô cùng lớn trong lịch sử quân đội Nga. Cụ thể, một cái kênh Telegram có tên Nikolaev Vanek cho biết quân đội Nga đã tập kết tại Berdyansk một cái phi đội trực thăng K-52 và một số lượng lớn máy bay trực thăng B-8 cũng như một số trực thăng B-28, B-24 và tổng số lên tới 30 chiếc. Trong khi sân bay vừa kể được bảo vệ bởi một số hệ thống phòng không Pantsir S1, S2 hay Buk F3 với những hệ thống radar hết sức thiệt hại, và cuộc tấn công vừa kể đã phá hủy 9 máy bay trực thăng, một hệ thống phòng không kèm theo một số kho đạn dược. Ngoài ra, đường băng của sân bay này cũng như các thiết bị đặc biệt được cất giữ tại đây đã thiệt hại nghiêm trọng. Đó là chưa kể tới hàng chục binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương vong. Theo đó, các cái thi thể binh sĩ và sĩ quan Nga đang được lôi ra khỏi những cái đống gạch đổ nát. Và thưa quý vị, truyền thông Nga cũng như giới quan sát cho rằng quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa áp thạch mang đầu đạn chùm. Những cái hình ảnh của phía Nga công bố cho thấy họ thu được một số quả đạn chùm M-74. Và thưa quý vị, điều đó hoàn toàn phù hợp với thông tin giới chức quân sự Hoa Kỳ xác nhận Ukraine đã nhận được hệ thống tên lửa áp thạch. Đó là tuyên bố của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrian Watson ngày 17 tháng 10 đã đưa ra những cái bình luận xác nhận rằng Washington đã chuyển tên lửa áp thạch tầm xa cho Ukraine. Và điều đó được hãng tin AFP xác nhận cộng với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Đại tướng Zaluzhny lập tức công bố một cái video về cái vụ tấn công bằng tên lửa áp thạch mà ông Zaluzhny cho rằng đó là một cái hiện tượng mang tính lịch sử của cuộc chiến. Đồng thời, việc quân đội Ukraine sử dụng tên lửa áp thạch tấn công các cái mục tiêu quân sự của Nga đã gây ra những cái tổn thất đáng kể. Theo những thông tin của giới quan sát cho biết, phạm vi hoạt động của các loại tên lửa áp thạch mà Hoa Kỳ cung cấp
có cái tầm bắn khoảng 100 dặm, tương đương với 160 cây số. Theo giới phân tích cho rằng trong khi quân đội Nga đang cố gắng bảo toàn số lượng trực thăng và máy bay chiến thuật ở các cái sân bay gần tiền tuyến để có thể tấn công quân đội Ukraine cũng như hỗ trợ cho việc phòng thủ. Tuy nhiên, với tên lửa áp thạch mới được cung cấp, quân đội Ukraine đã tạo ra những sự bất ngờ. Trong khi đó, cũng có những thông tin cho biết Ukraine đã nhận được toàn bộ số xe tăng Abrams mà Hoa Kỳ từng hứa trước đây. Đó là số lượng 31 xe tăng M1A1 Abrams do Hoa Kỳ sản xuất mà Tổng thống Joe Biden đã hứa cung cấp, được biết đến nay đã tới Ukraine đầy đủ. Trong khi đó, liên quan tới tình hình nước Nga, AFP trong cái bài bình luận với tựa đề Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc với một kỳ hy vọng phá vỡ thế cô lập của Nga. Theo đó, Trung Quốc đã trải thảm đỏ đón hơn 130 lãnh đạo là đại diện của các cái quốc gia tới dự lễ kỷ niệm 10 năm, cái gọi là sáng kiến vành đai con đường. Đây là một cái cơ hội để Putin khẳng định ông không đơn độc mà bên cạnh ông có một người bạn hữu có tên Tập Cận Bình và một cái cực mới đối lập với phương Tây đang được hình thành. Theo AFP, cuộc chiến cho nước Nga phát động ở Ukraine đã đẩy Moscow xích lại gần Bắc Kinh hơn. Và cái dự án con đường tơ lụa bỗng trở nên quan trọng đối với nước Nga và Putin vào cái thời điểm nước Nga bị phương Tây cô lập trên mọi lĩnh vực. Ngoài những cái lời ca ngợi, một cái sự hiện diện của Putin tại lễ kỷ niệm 10 năm sáng kiến vành đai và con đường, theo AFP nó còn nhằm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga đối với một cái dự án đầy tham vọng của Bắc Kinh, và nó là một cái hành động cụ thể hóa những lời hứa phát triển đôi bên cùng có lợi giữa Nga và Trung Quốc. Song thưa quý vị, AP trong cái bản tin chiến tranh đã 600 ngày, nước Nga có vẻ giảm sức tấn công vào các cái thành phố trọng yếu của Ukraine. Theo AP cho biết, nỗ lực kéo dài nhiều ngày của quân đội Nga nhằm tấn công vào một cái thành phố chiến lược quan trọng ở miền đông, đó là thành phố Avdiivka tại khu vực Bakhmut. Theo đó, cuộc tấn công của Nga trong 9 ngày đã cho thấy những cái biểu hiện tàn hơi, trong khi các cái quan chức của Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 15 đợt tấn công của Nga từ 4 hướng vào Avdiivka trong những cái ngày qua, đặc biệt trong 24 giờ gần đây. Người đứng đầu chính quyền của thành phố Avdiivka, ông Vitaly Barabas, cho biết con số này so với 60 đợt tấn công mỗi ngày vào giữa tuần trước đây đã cho thấy những cái nỗ lực của quân đội Nga nhằm làm chủ thành phố chiến lược Avdiivka đã xì hơi. Trong khi đó, các nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington DC cho rằng trong cái bản phân tích ngày 15 tháng 10 nhận xét, các lực lượng quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm bao vây Avdiivka, nhưng cuối cùng cho tới nay họ vẫn chưa đạt được những cái thành tựu trong cái bối cảnh nhịp độ hoạt động của quân đội Nga trong khu vực này đang giảm dần. Điều đó trái ngược với những cái phát biểu của đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, cho rằng các cái cuộc tấn công rầm rộ của quân đội Nga ở mặt trận phía đông đã đưa tới một cái giai đoạn mới trong chiến dịch của Điện Kremlin tại Ukraine. Những cái cuộc tấn công không hiệu quả của quân đội Nga theo giới phân tích giải thích, đó là khi điều kiện thời tiết bắt đầu trở lạnh và nó hạn chế các hoạt động quân sự. Và đó là lý do cả hai bên Nga và Ukraine đang tìm kiếm những cái bước đột phá trên chiến trường để tạo ra sinh lực và nâng cao tinh thần chiến đấu. Ukraine đã phát động một cái cuộc phản công của họ khoảng 4 tháng trước đây và nó đạt được một số tiến bộ, nhưng những cái thành công rất hạn chế, và điều đó cho thấy có những cái thách thức trong khó khăn. Việc quân đội Ukraine đối đầu với lực lượng quân đội Nga đông đảo hơn. Trong khi đó, các cái đồng minh phương Tây của Ukraine khẳng định sự hỗ trợ quân sự và tài chính của họ sẽ liên tục, ngay cả khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra đã phân tán nguồn lực. Được biết,
Ngày 15 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Jake Sullivan cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ yêu cầu Quốc hội cung cấp thêm một cái gói viện trợ kết hợp cho cả Ukraine và Israel trị giá lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu cho biết quân đội Ukraine cũng không đạt được bất kỳ một tiến bộ đáng kể nào trong cuộc phản công của họ kể từ đầu tháng 6 cho tới nay. Theo Sergei Shoigu, quân đội Ukraine cố gắng tiến lên mà không có sự yểm trợ của máy bay. Do đó họ đã vấp phải với một cái hệ thống phòng thủ nhiều lớp của quân đội Nga. Nói về một cái mức độ Nga phụ thuộc vào Trung Quốc hiện nay, theo AP, dù cả Nga và Trung Quốc có một cái chủ trương chung, họ sẽ dựa vào nhau cùng với các cái quốc gia đang trỗi dậy hình thành một cái lực lượng mới làm đối trọng với phương Tây. Nhưng rõ ràng, trên thực tế, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang ở cái thế hết sức yếu ớt. Đối với Nga, Trung Quốc làm chiếc phao cứu sinh cho Putin, nhất là vấn đề kinh tế trong lúc nước Nga đang chịu các cái đòn trừng phạt nặng nề vì hành động xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Nga vẫn phải đối mặt với các biện pháp rất cứng rắn trong kinh doanh của Trung Quốc. Trong khi đó, nước Nga đã bị mất đi một cái thực tế, đó là Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của họ đối với các cái quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, được coi là sân sau của nước Nga. Bình luận về việc Nga và Trung Quốc liệu có thiết lập một liên minh quân sự hay không, theo giới phân tích cho rằng ít có khả năng Trung Quốc và Nga hình thành một liên minh quân sự, dù rằng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Song một điều giới phân tích khẳng định nước Nga sẽ không bị cô lập, vì Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường ủng hộ nước Nga trong mọi trường hợp. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang những nội dung liên quan tới xung đột tại giải Gaza. Được biết, trong ngày hôm qua, 17 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã dành cả ngày để điện đàm với Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Syria, Tổng thống Iran, Tổng thống Palestine và cuối cùng điện đàm với cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong thông cáo báo chí của Điện Kremlin, nội dung chủ yếu của các cái cuộc trao đổi đó là tìm những cái giải pháp cho cuộc chiến tranh Israel-Hamas. Một cái điểm đáng chú ý trong báo cáo báo chí đó là Thủ tướng Israel làm cái người sau cùng nói chuyện với Tổng thống Nga. Trong thông cáo của Điện Kremlin cho biết các cái cuộc điện đàm với các cái đồng minh truyền thống trong khu vực Trung Đông đã cung cấp thêm rất nhiều những cái thông tin, và đó là lý do Tổng thống Nga đã bày tỏ một cái thái độ và phát biểu vô cùng lo ngại khi thấy số nạn nhân và thường dân ở giải Gaza thiệt hại thảm khốc. Đồng thời ông Putin cũng bày tỏ những ý kiến lo ngại về khả năng leo thang của cuộc chiến này. Tuy nhiên, thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu đã thỏa thuận với Ai Cập mở một cái hành lang nhân đạo, tổ chức không vận viện trợ tới Palestine. Theo Liên hiệp châu Âu, ngày 16 tháng 10 năm 2023 đã đưa ra một cái thông báo, họ sẽ mở một cái hành lang không vận nhân đạo sang giải Gaza. Và điều đó được Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, người dân Palestine trên giải Gaza, họ không thể trả giá cho những cái hành động man rợ của lực lượng Hamas. Tuy nhiên, thông cáo của Ủy ban châu Âu không cho biết cụ thể phương cách chuyển hàng cứu trợ tới Gaza ra sao trong cái điều kiện giải Gaza đang bị phong tỏa toàn diện. Và thưa quý vị, liên quan tới thông tin Tổng thống Joe Biden tới Tel Aviv ngày hôm nay, theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đưa ra những cái thông báo về một cái chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Joe Biden, tuyên bố vừa kể được đưa ra vào cuối giờ sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đàm phán với Thủ tướng Israel ông Netanyahu. Trong đó, theo ông Blinken, ông Netanyahu đã đồng ý phát triển một cái kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân tại giải Gaza. Nói về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Tel Aviv, ông Blinken nói Tổng thống sẽ nghe từ Israel những gì họ cần để bảo vệ cho người dân.
và chúng tôi, tức Hoa Kỳ, tiếp tục làm việc với Quốc hội Mỹ để đáp ứng những cái nhu cầu vừa kể. Và Tổng thống Joe Biden sẽ nghe từ Israel về cách thức họ triển khai hành quân theo cách giảm thiểu thương vong cho dân thường, cũng như cho phép sự hỗ trợ nhân đạo đến với dân thường ở giải Gaza, nhưng dứt khoát không có lợi cho lực lượng Hamas. Trong khi đó, người dân Gaza cho rằng họ đang chờ đợi cái chết đến từng giây, trong khi Washington cũng đang cố gắng tập hợp các quốc gia Ả Rập để giúp ngăn chặn một cái cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, sau khi Iran cam kết sẽ có những hành động phủ đầu từ một cái mặt trận kháng chiến của các cái đồng minh, bao gồm cả phong trào Hezbollah ở Lebanon. Theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông John Kirby, trong cái tuyên bố mới nhất cho biết, sau khi thăm Israel, ông Joe Biden sẽ tới Jordan để gặp quốc vương Abdullah, Tổng thống Ai Cập và Tổng thống chính quyền Palestine. Trong khi đó, quân đội Israel đưa ra các tuyên bố cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng Hamas và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo trong đêm ngày 17, bao gồm các cái trụ sở của lực lượng Hamas và một ngân hàng được nhóm này sử dụng. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gaza của người Palestine cho hay có 49 thường dân Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công vào đêm 16 rạng ngày 17 của quân đội Israel nhằm vào khu vực Khan Yunis và Rafah. Theo giới phân tích chuyến đi của Tổng thống Joe Biden, nó là một hành động, một cái động thái hiếm hoi và rất mạo hiểm, song nó thể hiện một cái quyết tâm về sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Thủ tướng Israel, ông Netanyahu, khi Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn chặn cuộc chiến mở rộng liên quan tới Iran, đồng minh Hezbollah của Liban và Syria. Theo đó, khi Israel lên một cái kế hoạch cho một cái cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza với mục tiêu tiêu diệt lực lượng Hamas, và các cái cuộc đụng độ xuyên biên giới đã gia tăng đối với lực lượng Hezbollah trên một cái mặt trận thứ hai ở biên giới phía bắc Israel, tiếp giáp với biên giới của Liban. Được biết, ngày thứ ba, quân đội Israel cho biết họ đã giết chết 4 người Palestine và Hezbollah đang cố gắng vượt qua những cái hàng rào biên giới để xâm nhập lãnh thổ Israel cải chất nổ. Đồng thời, Israel đã ra lệnh sơ tán vào ngày thứ hai vừa qua đối với 28 ngôi làng của người Palestine, yêu cầu lùi sâu 2 cây số ở khu vực gần biên giới Liban. Được biết, mới nhất, Thủ tướng Israel Netanyahu nói trước Quốc hội rằng ông có một cái thông điệp gửi tới Iran và Hezbollah, đó là đừng có thử thách Israel ở phía bắc, đừng bao giờ mắc sai lầm tương tự như các bạn đã từng mắc phải, bởi vì hôm nay, theo Thủ tướng Israel, cái giá mà các bạn phải trả nó sẽ nặng nề hơn nhiều. Trong khi những người tị nạn chạy về phía nam, theo Tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết, không có một cái cách nào có thể di chuyển một cái số lượng người tị nạn lớn như vậy mà không gây ra các thảm họa nhân đạo. Nhưng người dân Palestine buộc phải rời khỏi nhà của họ ra đi bởi họ không thể sống trong cái tình trạng mất điện, mất nước, tình trạng vệ sinh khan hiếm và nhiên liệu cho máy phát điện đã cạn kiệt. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.